học sinh lớp 6A1. Đến với hội thi kể chuyện hôm nay, em xin kể lại lối sống vô cùng giản dị của Bác Hồ. Câu chuyện của em xin được phép bắt đầu. Với bất kỳ ai trong cuộc đời, nếu một lần từng được gặp Bác Hồ dù chỉ trong giây lát, thì đều coi đó là niềm hạnh phúc của đời mình. Nhưng với ông Trần Viết Hoàng, nguyên giám đốc khu di tích Bác Hồ ở phủ chủ tịch, trong 4 năm từ 1966 đến 1969, được làm nhiệm vụ bảo vệ Bác và ở ngay tổ bảo vệ nhà sàn. Với ông, đó là một điều may mắn, vinh hạnh và cũng là ân huệ lớn nhất mà Đảng, Nhà nước đã dành cho ông. Sau ngày Bác mất, ông Hoàng là một trong số ít những người được giữ lại làm nhiệm vụ giữ gìn di sản của Bác. Để thể hiện tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của mình đối với Bác và cũng là thể hiện trách nhiệm của mình đối với Đảng, với đất nước. Trong 16 năm, trên cương vị giám đốc khu di tích Bác Hồ tại phủ chủ tịch, ông Hoàng luôn cố gắng ra sức chăm lo, giữ gìn và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trường tồn cùng dân tộc. Bao năm ở gần Bác, ông Hoàng cảm nhận rõ nét về tình cảm, lối sống vô cùng giản dị và nhân ái của vị lãnh tụ đối với quần chúng nhân dân, được thể hiện cụ thể, sinh động qua việc ăn, ở, mặc của người. Ông Hoàng vẫn còn nhớ như in những bữa cơm đạm bạc của Bác, cũng như mọi nhà, mọi người, mâm cơm của Bác chỉ có bát cơ, bát canh, quả cà, có hôm thêm lát thịt kho hay lát cá kho. Trong lúc ăn cơm, Bác không bao giờ để rơi một hạt cơm nào, bởi lẽ Bác biết một hạt cơm là một giọt mồ hôi của người nông dân. Đúng như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói, ăn cơm với cụ hàng trăm lần, lần nào cũng thấy cụ tém vén không để rơi một hạt cơm, bởi vì cụ quý và tiết kiệm công sức của người làm ra lúa gạo. Chuyện nhỏ, đức lớn hài hòa ở một con người. Trong lúc ăn cơm, Bác không bao giờ để thừa. Năm 1957, khi Bác về thăm quê và dự cơm với tỉnh, lúc đó trên bàn còn có thức ăn, nhân giao tế tiếp tục chuyển đồ ăn mới. Thấy vậy, Bác gặp tay và bảo, khi ăn hết hãy lấy thêm, đừng để người khác ăn thừa của mình. Bác dặn, khi ăn thức ăn nhà bếp sắp ra thì phải ăn hết, đừng để thừa, như thế vừa lãng phí, vừa không tôn trọng công sức của người làm. Ông Trần Viết Hoàng nhớ lại. Một câu chuyện nữa, ông hay kể cho mọi người và coi đó là một đức tính rất đáng học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là mỗi khi đi công tác hay về các địa phương, Bác thường mang cơm nắm, muối vần theo. Bác không muốn địa phương vì Bác mà tốn kém tiền tiếp đãi, bởi theo Bác, tiền đó cũng là do nhân dân đóng góp mà có. Là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, nhưng Bác chỉ ở trong một ngôi nhà sàn vẹn vẹn vài ba phòng. Phòng ở, phòng làm việc của người vuông vắn chỉ hơn 10 m². Nơi ở của Bác không sơn son, không tiếp vàng, không ngập ngà châu báu, mà chỉ thấy nơi đây ý tưởng trồng cây, trồng người. Chỉ thấy nơi đây chân lý dựng nước và giữ nước, thấy tinh thần toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Và chính nơi ở của Bác cũng đã để lại cho nhân dân đạo lý làm người cao cả. Đối với cán bộ, đảng viên thì phải cần kiệm, liêm, chính. Lời nói đi đôi với việc làm. Thời gian gần đây, liên tục nghe thông tin cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ có chức có quyền xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, bị xử lý kỷ luật, khiến ông Hoàng rất buồn. Việc xử lý kỷ luật là điều không ai muốn, song ông Hoàng tiếc rằng, giá như cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ chức vụ cao, học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thì sẽ không xảy ra những chuyện buồn như hôm nay. Không có chuyện dân chúng mất đất đai kêu ca, không có chuyện cán bộ thăng tiến thần tốc với khối tài sản khủng.
nếu chúng ta vào nhà sàn tham quan di sản, học đạo lý của bác thì sẽ bớt đi những nỗi nhọc nhằn của dân. Ông Hoàng gặp người nói: bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt mấy năm trời là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của người cận vệ năm xưa. Ở bên người, bản thân ông và các cận vệ cảm nhận rõ sự gần gũi, giản dị, tình cảm ấm áp của người cha già dành cho con cháu, chứ không phải là chủ tịch nước đối với người lính. Những lời nói, hành động của bác, ông Hoàng luôn xem đó là những bài học lớn, là kim chỉ nam định hướng tư tưởng và hành động của ông. Một trong những câu chuyện về bác Hồ khiến người cận vệ Trần Viết Hoàng xúc động nhất là chuyện về chiếc áo bông của bác. Chiếc áo ấy là do người dân tặng bác. Bác mặc rất nhiều năm, mềm bông đã xẹp, rách ở vai và đã vá một lần. Chiếc áo rách lần thứ hai, phục vụ xin phép cho thay chiếc áo mới, nhưng bác từ chối và nói: chủ tịch đảng, chủ tịch nước mặc áo vá vai thế này là cái phúc của dân, đừng bỏ cái phúc đó đi. Ngay cả đôi tất, chiếc khăn mặt đã rách, chiếc chiếu nằm đã sờn, nhưng bác vẫn không cho thay cái mới mà bảo các chú phục vụ vá lại cho bác dùng. Đôi dép cao su dùng đã nhiều năm, quai bị tuột, đế dép đã mòn vẹt, nhưng bác không cho thay đôi mới. Bác bảo đôi dép cũ của bác, các chú dùng đinh nhỏ đóng vào quai cho khỏi tuột, lấy miếng cao su khác vá vào gót, như thế là thay dép mới cho bác rồi. Cuộc đời bác Hồ từ lúc làm một anh phụ bếp trên chuyến tàu vận tải hàng hải, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước, cho đến khi trở thành một chủ tịch đảng, chủ tịch nước, vẫn là một cuộc sống thanh bạch, giản dị, chừng mực. Từ câu nói tác phong đến lời, đến tư trang vật dụng hàng ngày, từ ăn uống đến sở thích, sống hòa mình, giản dị cùng nhân dân. Ông Hoàng tâm sự: sinh hoạt của bác Hồ rất đời thường nhưng vô cùng sâu sắc, là tấm gương, là cách bác dạy bảo cán bộ một cách thiết thực nhất. Trong bối cảnh đất nước hồi đó, bác Hồ sinh hoạt bình thường như cán bộ và nhân dân, chứng tỏ bác hiểu rất rõ, rất sát tình hình đời sống vật chất của nhân dân, và đồng thời thể hiện tấm lòng chân thành của vị lãnh tụ muốn cùng chịu khổ với nhân dân. Theo cựu giám đốc khu di tích Bác Hồ trong phủ chủ tịch, trong điều kiện hiện nay, không phải cứ mặc áo vá, đi dép cao su là học và làm theo bác. Cần hiểu rằng bác sống rất phù hợp với hoàn cảnh đất nước, với hoàn cảnh của dân, của nước. Bác sống vì dân, vì đời, sống để phục vụ cho nhân dân, chứ không phải vì chính bác. Từ cuộc sống bình dị ấy, bác Hồ đã để lại cho nhân dân một di sản vô giá. Đạo đức bác Hồ là tấm gương soi cho muôn đời mà bây giờ và mai sau học tập và noi theo. Kính thưa ban giám khảo.